Một thông tin tiếp theo vừa liên quan tới bóng đá lại vừa một chút đến điện ảnh chắc chắn sẽ làm cho quý vị rất là quan tâm. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 1, công ty truyền thông Beta Media đã công bố dự án phim điện ảnh Việt Nam ơi, và bộ phim đã được thực hiện với mục đích là vinh danh những người hùng của bóng đá nước nhà và kỳ tích của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải vô địch bóng đá U23 châu Á của năm 2017. Và đương nhiên rồi thì bộ phim này cũng sẽ phải lựa chọn ngay một ngôi sao của đội tuyển U23 Việt Nam, đó chính là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Chàng trai này nếu mà ngoài nói về cái khả năng bắt bóng và bảo vệ khung thành của đội tuyển Việt Nam thì hiện nay đang được rất nhiều những cư dân mạng và đặc biệt là các chị em vô cùng hâm mộ vì vẻ ngoài điển trai và có phần rất là giống tài tử Hàn Quốc là Lee Byung-hun nữa. Và tất nhiên bộ phim của Minh Beta cũng sẽ lấy một đề tài từ câu chuyện của thủ môn Bùi Tiến Dũng của đội tuyển U23 Việt Nam và các đồng đội của mình trên cái hành trình chinh phục đỉnh cao của bóng đá. Và tôi nghĩ rằng không chỉ bộ phim này đâu, và sau cái chiến thắng của đội tuyển Việt Nam thì có rất rất nhiều những cái tác phẩm nghệ thuật từ âm nhạc cho điện ảnh và kể cả hội họa hay nhiếp ảnh gì đó nữa, vân vân và vân vân, chắc chắn sẽ lấy đề tài bóng đá làm trung tâm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của Minh Beta, người phụ trách dự án phim Việt Nam ơi. Tôi sẽ phải bỏ ra toàn bộ. Thế còn cái việc mà chúng ta có thể kêu gọi được thêm các nhà tài trợ hay mạnh thường quân thì sẽ là một phần bù đắp thôi. Chứ còn chúng tôi sẵn sàng là phải dành ra cái khoản tiền đủ để có thể đầu tư cho dự án này để nó đạt đúng cái tầm của nó cần phải đạt tới. Bản thân tôi không quá chú trọng cái việc là phải có diễn viên nổi tiếng ở trong dự án này. Tại vì tôi nghĩ là cái điều quan trọng nhất của các diễn viên trong phim này là họ phải rất hợp vai. Họ phải diễn tả ra đúng cái tinh thần, tâm lý và tình cảm của các nhân vật chính của chúng ta, chính là những cái cầu thủ U23, là những cái người mà cả nước bây giờ đang rất là yêu mến. Thế thì trách nhiệm của họ là phải diễn cho đạt và ra được những cái nhân vật đó. Chứ còn cái việc họ có nổi tiếng hay không, bây giờ họ là ai thì tôi thực sự không quan tâm. Những cái gì mà U23 làm được thì là họ đã mang cả dân tộc lại gần nhau hơn và quan tâm đến một cái sự kiện này. Không thể nào là 90 người dân Việt Nam đều là fan bóng đá hết được. Nhưng mà cái điều họ làm được chính là họ dùng bóng đá như một cái cớ, họ mang chúng ta lại gần bên nhau và chúng ta sống cái niềm đam mê của mình và cái tình yêu đất nước. Vậy thì tôi là một cái người không phải là fan ruột của bóng đá, nhưng mà tôi cũng rất là bị cuốn theo cái sự kiện này. Vậy thì cái bộ phim này cũng bắt buộc phải làm được cái điều đó. Bám trend, thực ra thì bám trend nó cũng là một cái từ để miêu tả cái việc là mình kinh doanh nhạy bén, có nghĩa là mình nắm bắt được cái gì nó đang là xu thế, nó đang là cái mà mọi người quan tâm. Nhưng cái điều quan trọng nhất là mình phải đi theo những cái trend, những cái xu hướng tích cực để làm thế nào đó có thể tạo ra được những giá trị tích cực. Phim nó sẽ hấp dẫn khán giả ở chất lượng. Một bộ phim chất lượng thì cần có một kịch bản kỹ lưỡng và được đầu tư nghiêm túc. Đương nhiên là Beta Media sẽ phải dành nhiều thời gian và tâm huyết cũng như là nguồn lực để phát triển một kịch bản thật là chi tiết, sâu sắc, mang ý nghĩa nhân văn. Và nó vẫn phải có đậm tính giải trí ở trong đó, có nghĩa là một bộ phim nó phải khiến cho khán giả xem và cảm thấy hưng phấn, phấn khởi với những cái tình tiết, những cái chi tiết thú vị, nhưng mà đồng thời thì cũng mang lại được cho khán giả những cái thông điệp sâu sắc và họ thực sự cảm nhận được tình yêu đất nước cũng như là những cái niềm đam mê với bộ môn thể thao này và với cuộc sống nói chung. Có lẽ là cái tình yêu mà U23 mang lại cho toàn thể nhân dân Việt Nam sẽ rất lâu nữa mới nguội đi. Tại vì cái sự kiện lần này có lẽ là sự kiện có 102. Chưa bao giờ tôi thấy dân tộc Việt Nam mình lại hào hứng đến như thế với một cái sự kiện như vậy, và nó mang mọi người đến rất gần bên nhau. Và tháng 11 cũng là cái thời điểm mà đội tuyển Việt Nam sẽ tham gia giải đấu AFF, là một cái giải đấu lớn của khu vực. Vậy thì lúc đó có lẽ là chúng ta sẽ lại tiếp tục sôi sục với tinh thần ủng hộ đội tuyển U23 của chúng ta ra trận. Và hy vọng là bộ phim cũng sẽ là một cái nguồn động lực giúp các cầu thủ có thêm động lực để giành chiến thắng. Tôi làm phim trước giờ bao giờ cũng nghĩ đến yếu tố khán giả đầu tiên. Làm thế nào để khán giả ra rạp họ xem được bộ phim vui, giải trí, tích cực nhưng mà vẫn mang những cái ý nghĩa tốt và những thông điệp sâu sắc. Thế thì cái việc mà làm nó giải trí hay không có lẽ là
các bạn phải ra dẹp để dám xem, nhưng mà tôi hứa là tôi sẽ làm cho bộ phim thật sự đậm tính giải trí nhưng không rẻ tiền.